Thông điệp từ kinh dịch và Osho dành cho năng lượng tái sinh là sự thay đổi hoàn toàn triệt để, giống như bạn bắt đầu thoát ra khỏi từ sự đau buồn, tổn thương của chính mình, tiến lên về phía trước. Đây là món quà vô cùng vĩ đại và quý giá của vũ trụ muốn ăn điển và thương xót cho chính bạn. Và sau đây mình sẽ lấy một quẻ ngẫu nhiên của kinh dịch. Ở đây chúng ta có quẻ số 30. Tên quẻ là bùng cháy như ngọn lửa. Khi mà nhắc đến việc tái sinh, sống lại là chính mình, tức là bạn là phượng hoàng lửa. Ở đây thông điệp vũ trụ nó gửi vô trùng khớp với trải bài rất nhiều. Đây là bạn hãy sống như ngọn lửa. Lửa là biểu tượng của sự giải phóng. Nó kêu bạn phải bước ra khỏi những cái nghịch lý. Hãy bám vào những gì tự nhiên và hiện tại là lúc chúng ta đạt được sự bình an trong chính nội tâm của các bạn. Với yêu cầu các bạn phải kiên trì, cho thấy cái việc mà bạn đạt được bản ngã chính mình một gần không có xa. Khi mà bạn bất chấp những cái thử thách và bám theo những gì còn sót lại ở chính bản thân bạn, hãy làm nó phát triển và tỏa sáng nhất có thể. Và bạn đừng có sống xa rời với cuộc sống này. Hãy gắn bó với những điều hiện tại, gắn bó những điều làm nên kỳ tích ở bạn, gia đình, bạn bè và công việc. Hãy tập trung 100% cho mình thì thực hiện tất cả mọi việc với tình yêu thương và kiên nhẫn nhất có thể. Bởi vì đây là trải bài tiếp theo cho cái việc bạn phải làm điều gì để thay đổi và tái sinh. Và năng lượng của thông điệp kinh dịch cũng nhắc tới các bạn phải phụ thuộc vào những gì ở hiện tại. Bởi vì những thứ xung quanh bạn chính là cái điều giúp cho bạn phát triển và chính là cái chìa khóa cho bạn mở ra cánh cửa để biết bạn ở đâu, vị trí thực sự bạn là ai và giá trị bạn từ đâu. Tức là giá trị chúng ta sẽ được tạo nên từ những người thân, bạn bè xung quanh và chính bạn nữa. Do đó hãy cho thế giới thấy được rằng bạn bè, gia đình bạn là ai để từ đó họ có cái nhìn đúng đắn nhất về bản chất và con người của chính bạn. Và giai đoạn này, những khó khăn của bạn đã dần tan biến rồi. Bạn sẽ được những người khác hôn hút một cách tự nhiên bởi chính ánh sáng của bạn. Bạn hãy chia sẻ ánh sáng này cho những người xung quanh, giúp những người xung quanh các bạn. Và mọi người sẽ ghi nhận cái điều này. Hãy trở thành năng lượng luôn tươi sáng bởi vì bạn nhận thức được mình phải sống tích cực nhất và phải nâng cao giá trị bản thân của mình cao nhất để bạn bước tiến lớn hơn với mục tiêu của chính mình. Từ đó các bạn sẽ có tác dụng chữa lành những vết thương và tình yêu đức thực và sự thân mật sẽ được phát hiện từ chính bạn. Và ở đây thông điệp cho thấy là bạn sẽ có một người xuất hiện, một đồng minh thật sự. Và đây là một điềm báo rất may mắn, các bạn sẽ có một người bước vào với bạn trong chuyện tình cảm, một người rất là đặc biệt vào thời điểm này. Bởi vì khi cái bóng tối nó biến mất thì ánh sáng nó sẽ dần sáng ra. Bạn tập trung vào những gì bạn tin là nó đúng, đúng với bạn, đúng với mối quan hệ của bạn. Đây là lúc các bạn phải sống thực sự là khiêm tốn. Mình tỏ sáng nhưng cái tỏ sáng của mình không có chó ló nha các bạn. Hãy kiên nhẫn và từ từ, bạn sẽ định hình được mối quan hệ lâu dài với một người hoàn hảo. Nhớ cho mình, hãy khiêm tốn nhất có thể. Và bạn phải làm những điều gì? Khi bạn có những giá trị, bạn hiểu biết về thế giới này, tất cả những gì là bạn hãy trao đi ánh sáng, sự hiểu biết của bạn cho những người xung quanh. Từ đó lòng tốt của bạn sẽ cung cấp lại niềm tin, lòng an ủi và là ngọn hải đăng cho những người có hoàn cảnh như bạn, có thể biết được và thoát ra được nỗi buồn của bạn khi xưa. Và đây là cái thời điểm bạn hãy kết thúc những cái quan điểm sai lầm hồi xưa, có những đau khổ. Bây giờ việc chúng ta là thay đổi quan điểm của mình, nhìn nhận chúng theo một góc nhìn tích cực hơn và nhanh chóng sửa chữa, thấy được bài học để chúng ta biết được là chúng ta phải tìm kiếm sự phù hợp. Từ đó chúng ta sẽ có được một cái đánh giá cao nhất về những cái bài học đó để chúng ta tiếp tục sống và áp dụng sau này. Và thông điệp Osho muốn gửi đến các bạn là gì? Thì ở đây chúng ta có lá bài là Totally. Đây là một lá bài thuộc cung lửa luôn các bạn. Trời ơi, trái bài nó khớp quá, đúng là phượng hoàng tái sinh thật sự. Bởi vì đây là một cái năng lượng các bạn phải tập trung hoàn toàn vào từng khoảnh khắc sắp diễn ra. Không được phép lơ đãng dù chỉ là một giây. Chúng ta phải tỉnh táo. Bởi vì chúng ta có thể quá nhiều việc phải cùng làm một lúc.
Bạn cố gắng làm sao đừng có làm việc này một chút, việc kia một chút, cuối cùng sẽ không ra gì hết. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ, chúng ta phải tập trung 100% và hết lòng với cái việc bạn đang làm. Hãy làm xong cái việc này, rồi đến tới việc kia. Đây là lúc bạn sẽ sống chánh niệm, là khi bạn biết tập trung 100% năng lượng hoàn toàn của mình, để mình có sự sáng tạo, biết yêu thương nhiều hơn. Nếu như có mối quan hệ tiến tới các bạn, bạn hãy tập trung yêu thương người này thật sự 100%. Đừng có nghi ngờ, đừng có sợ hãi, đừng có tổn thương. Hãy tập trung cái niềm tin của mình, thì nhất định bạn sẽ có bước tiến mạnh mẽ và vũ trụ sẽ tặng cho bạn một món quà rất là tuyệt vời. Bây giờ điều các bạn cần là tập trung cái khoảnh khắc bạn đang làm. Tập trung 100% toàn bộ, không suy nghĩ gì hết, chỉ là cái việc bạn đang làm. Bạn sẽ hiện diện thực sự. Khi bạn làm tất cả mọi thứ với sự hiện diện một tập trung như vậy, thì nhất định sẽ bạn có một cái khả năng tròn đầy rất nhiều. Và bạn sẽ thấy được là cái vũ trụ nó tạo cho bạn những cái khoảnh khắc mà bạn cảm thấy là mình sẽ có tất cả mọi thứ luôn. Còn nếu như bạn đang làm một cái việc đó mà bạn suy nghĩ đến chuyện khác, ví dụ như bạn đang làm việc mà bạn lại nghĩ tới mối quan hệ cũ, lại suy ngẫm tính toán, bạn lo sợ, bạn tổn thương này kia, thì đó là cái lúc bạn không có tập trung. Và cái việc này nó sẽ khiến cho bạn trở thành một cái vòng lặp cũ, bạn sẽ đau khổ tiếp tục. Việc chúng ta, ví dụ bây giờ mình nói là mình sẽ rửa chén đi các bạn, là bạn chỉ tập trung rửa chén, là mình sẽ nghĩ trong đầu mình, rửa chén làm sao cho sạch, rửa chén làm sao cho thật là bóng, rửa chén làm sao cho thật là khô. Bạn không được nghĩ gì hết ngoài cái chuyện rửa chén, thì đây chính là bạn chánh niệm. Bạn tập trung 100% tâm trí và sức lực của mình vào cái việc bạn đang làm ở hiện tại.